Cái nhà không thể nào mà lộ thấy chồng mình được nữa. Bây giờ xuống xuồng thôi. Bây giờ lộ xuống xuồng lấy chân cái nhà quá trời quá đất rồi. Hỏi cái nhà nè, chiếc xuồng ở ngoài này nè. Đó. Cái nhà thấy chưa? Mình ở trên này nè, có chút xíu vậy đó mà mình đi hết được rồi. Cả nhà nắm sao làm sao mà mình theo ổng lên tới chảnh được. Ông nhỏ con quá, cả nhà ông đi không có bị lúng. Còn cái sức của mình á bự quá bây giờ. Mình không ra được luôn, không rút cái giò lên được luôn nè, đứng nói chuyện với cả nhà hơi lâu quá, xình hết ở dưới này luôn rồi. Ông đi hay quá cả nhà ơi, mình lội theo ông nói. Ủa, xuống dưới đây luôn đi, có gì rửa luôn cả nhà ơi. Khủng khiếp này, chắc đợt mà bò luôn. Hồi lúc trước mình có đi theo chồng mình, lội theo chồng mình đi bắt còng cả nhà. Kiểu như bắt sò, không còn ngồi trên này gần đi bắt còng đi, cái mới lội theo đặng review cho nó kỹ. Trời ơi, tôi nói nó chừng xuống đâu có được cả nhà, hy sinh thân thể phải làm sao cả nhà, trượt xuống như cái máng vậy đó, nhìn cái máng làm như cái máng trượt vậy đó, từ ở trên làm như cái máng trượt vậy đó cả nhà, cái từ ở trên mình thả xuống. Nằm thả dài xuống cơ nó cười muốn nôn ruột. Sợ quá. Không nói rồi. Tính nó lội theo. Review cho kỹ cho cả nhà xem mà là hết nổi rồi. Lên xuồng cả nhà. Rồi bắt đầu đục hào nha cả nhà. Đục cái này mình đục hào ở trong cống người ta. Cái nào mà đục lên sát sát ở ngoài này thì mình còn review được, chứ xa quá thì cũng hết nổi rồi. Đổ đồ mình này cả nhà xem coi, thân thể nào còn. Ý là đi mình đi vợ chồng mình mà săn bắt á, mình đi á là ha, mặc những cái bộ đồ mà để cho vợ chồng mình mà lậu xình không đó, nó chịu nổi đó, chứ đồ đạt này chịu nổi nè. Ở đây cống này hào bự không, thấy không đục rồi. Có hào tại vì chồng mình không đục, là lửa hào bự mới đục, tại vì cả nhà chứ không, con hào nó bự chà bá vậy chứ lợi về lấy cái ruột ra có chích nị hả. Rồi đó, em đi xa anh quá, em đi luôn đi nhé. Lát về giá cho có người bán khóm mà ăn, mà xào hào ăn ra về trên đường này nè. Mà sợ là chắc không có ai quá, tại vì giờ đứa nó rồng quá. Bà bán ở bên lộ không à, bán ở bên lộ xe không à. Nước rồng quá, con không biết đường, nếu mà không biết đường sao mà lên á. Cứ lên thì review cho cái nhà xem sát sát. Cái khe sao hả? Thì biết rồi, em nói gì đâu mà giờ cái khe đeo đây ăn. Bắt sò huyết, đục hào, ốc len, chim chép. Nói chung cái bắt cái gì thuộc hàng cá ngá, cái gì cũng vậy, cả nhà cũng phải đợi nước rồng mới làm được hết trơn. Nước rồng mình thì thua, mình lội không nổi cả nhà ơi, mình lội lúng quá. Này coi cái nhà mình quần nó vào cái chỗ của mình nè, cả nhà xem đi. Cái chỗ lội của mình nó làm cỡ đó đó nè. Toàn là dấu chân này, dấu chân của mình không đó. Mình đứng hết nửa người dưới rồi, cái lỗ chà quậy luôn cả nhà, thấy không, tới lưng quần luôn. Lội không nổi. Thua. Không lội không có lúng, ăn cũng rứt cũng đi được, còn mà sao mình rứt lúng một cái rồi mình đứng còn chỗ mà. Phải có người lâu mình lên. Hay có chỗ cho mình bám díu rồi mình mới lâu mình lên được. À, nó đu hai bên cống cả nhà thấy không, quá tai luôn. Hết rồi hả?
Đi tiếp nữa nha. Băng qua khu rừng này bệnh luôn à. Băng qua khu rừng này bệnh luôn. Cái gì nữa? Lâu thầy giết xuồng, lâu thầy em nữa. Mũi không? Mũi ghê thì chứ coi nè. Con nào cũng nấy giờ này mà mũi sợ luôn. Bà do. Chụp. Dưới chân ông á. Nó phóng lại, nó phóng ngược dưới chân rồi. Nó bèo rồi. Hẻ nó bay, nó chờ nó nhảy lưng tưng kìa. Đó. Rồi. Nó nhỏ. Nước trồng quá trời. Cơm nhiều dưới ta. Cái này phải mốt làm theo cái đem theo cái vợt ấy á. Chặn ngang lại. Cái vợt này cái là đứng cái này nè. Đó này chi nè. Ừ, sao hay vậy ta? Ủa vậy nó ở dưới cục đất mà ta. Cái móc đại vậy đó. Này cái nhà. Ồ bên đây nữa hả? Ừ. Ừ, bự bự không cả nhà. Ông nhìn thấy sò chứ em nhìn thấy như ơi cục đất vậy. Biết nào sò mẹ đó. Thì khi lầu dữ trời lắm kìa mới thấy cái sò. Đó. Nó rau gì bán mỏ gì mà rau rừng rừng đi chơi. Nó. Cá ba sa đâu, cá ba sa thịt làm cỡ đó. Hết nổi hay gì rồi mà sàn dưới anh. Thôi không hết nổi thì em kêu bà xuống đi thử đi ạ. Vì lội trời, thôi con tâm thở kìa. Thôi con sợ cái nhà, lại xích dịch. Giờ xích dịch. Vô xích vô, xích vô, em đi xa anh quá. Em đi luôn đi nha. Đây cái nhà. Anh con nữa cái nhà ơi. Hai con. Hay quá cái nhà ơi, hay quá. Đây cái nhà, hai con sò nha. Nó bán cá ba sa mà làm lê làm đĩa không biết riết rồi không biết nó bán cái gì luôn. Nó bán không cho người nghe luôn. Lấy biết rằng nó bán cái gì luôn, lại biết lấy gì mua. Cái này ấy quá nó không có vô chứ gì. Biết đường đâu vô nổi. Em nhanh lâu cái xuồng. Vậy có hai vợ chồng mình liều mạng vô cái nhà đặng vô đây mới kiếm cái gì để mà bắt quay cho cái nhà xem được chứ. Chứ còn ta không có liều mạng. Người ta bắt có là có, không có là thôi, ta không có liều mạng. Hết rồi. Ôi sò luôn hả? Ôi đây thử coi cái nhà đây thử coi. Ôi sò lông. Ôi kệ bắt luôn, con mình cũng thích sò lông lắm. Như cục đất vậy đó, tại vì sình nước nó lên nhà cái nó xuống, sình nó nhỏ nó nhiễu á. Thì non nó chảy, nó bít con sò lại, cái nhìn con sò nó y như cục đất vậy đó. Yep.
Ừ, còn nữa nha cả nhà. Bữa nay đi theo chồng mình mà bị ướt mình. Hôm bữa là không có ướt mình. Nó chơi lớn, kêu hết mình với cả nhà luôn. Xin lỗi theo quay mà lại không nói. Không ướt hết hồn. Lớp đi hết mình, lớp gì hết hồn. Thì cũng ca được. Cái gì cũng có thể ca được chứ. Quá wow. Mình chi cái xuồng thì ớn quá cả nhà, nó chiếc xuồng đi ra đẹp lắm chứ. Mình bò đi chiếc xuồng mình chi cỡ đó. Kiếm cái dùm dợm có cái cống mà có hào nó không lội lên đục không. Bây giờ ở ngoài khúc mấy ngoài đó là nước nhiều lắm. Tại vì cả nhà biết sao mấy cái con khi mà, khi mà nước rộng á là từ mấy con sông nhỏ này là cái nhà nó chảy ra ngoài con sông lớn ở ngoài. Bởi vậy lúc nào con này cũng sát chứ kia không có sát được. Bao nhiêu con sông nhỏ nó đều tủa rồi mà con sông lớn hết trơn mà. Quen quá sợ gì. Chó cho là lâu lâu mới vô quen gì bà. Là nhưng mà khúc sông Quyền Thọ đi quen. Trả lời vậy đó. Thường thường chồng mình hù ai có sò lắm, mình cũng hù mà không có sò. Cái bắt này cũ rồi ông ơi. Vậy cũng có vợ chồng nào liều giống như vợ chồng mình đó hả? Vô. Ồ, cũng nhiều lắm nha cả nhà. Đây cái thùng nè cả nhà. Đủ thứ hết, vừa sò, vừa hào, vừa ốc len. Chim chép nữa. Được mấy con chim chép vậy? Hồi gì đụng chim chép là sò với hào luôn. Có mấy con 4-5 con đó mà làm gì. Chim chép là luộc nước dừa chấm với muối tiêu chanh nha cả nhà. Rồi ở chỗ này coi nè, lậu đất lên luôn. Sao chồng mình hù có mà mình hù không lần nào có ta. Đó, hù. Anh nói ha. Mệt chứ bộ không mệt nè. Vừa đã lậu nó mệt rồi còn lâu thêm chiếc xuồng nó thì mình nữa. Giờ chắc cũng bên nào. Đủ xài cho bên nào. Khúc có lúc nào cũng cạn vậy hết trơn á. Anh quên hả, mình bắt cái đó cái mình bơi qua không nổi mà mình thụp cái ga đó mà hả, mình đi vào bên bển đó. Cái chiếc xuồng này nè, bữa nay mình cái xuồng này là chiếc xuồng nhỏ nè. Ừ, mới lội đi vô. Vô nổi mới dám lội vô nổi chứ thường thường mình đi chiếc xuồng màu xanh là mình không dám lội vô nha cả nhà. Thank you.
con sò nữa cả nhà. Vô xuống gì dữ vậy bạn, bạn bè với nhau không mà xuống hoài. Nhà mình trong nhà không xuống hoài. Chắc gì chắc nước sơn mà gác vậy đó. Trời ơi, cái mấy giò nó chấm cái giò này nó chấm nước sơn. Tương em nghe thấy giờ tưởng không chấm nước sinh xuồng mà sao ông gắt giò ông rảnh ghê. Còn mình lội xuống nãy giờ mà sao lại đi lên đây cái giò lại ngứa nè, nước mặn mà sao ngứa giò ta. Giò ngứa nè cả nhà, gãi luôn rồi. Đừng lội đang nhìn ngứa giò nha. Trời ơi, tôi hút máu không người nào. Đang miếng mũi ha, vợ tao hút máu tao hằng đêm hay gì. Hằng đêm vợ tao hút máu tao rồi mày làm ơn, bây giờ ban ngày mày tha cho tao đi hả? Đừng có ban đêm vợ tao hút máu, ban ngày mày hút tao chịu không nổi hả? Nãy giờ ở đây cho mình không thấy được con sò nào, tàu lọc thấy không, ông đi trước nhiều thấy trơn. Ông chỉ thì mình ở cái nhà, ông chỉ cho mình bắt á, bắt thì bắt chứ cũng đâu có thật sự, cũng đâu có vui vẻ gì đâu, bắt đại vậy đó, bắt cho đỡ buồn chứ có vui vẻ gì đâu, à cũng tự mình thấy mình mới vui. Nói gì? Mày gì? Mày tôm hả? Mọi gì dữ vậy? Trời ơi, đây đây vô đây, vô đây luôn. Ừ, vô hết. Cái thùng đó là thùng để chứa thành quả mà, có gì vô hết. Đâu mất mẹ rồi. Mới nhảy bịch bịch đi văng ra ngoài hay gì rồi. Mò tôm luôn. Ở đây á, sông nước mà cả nhà, là thiên nhiên, là hải sản là của thiên nhiên nha. Bởi vậy mình muốn ăn cái chỉ kêu, chỉ cần là mình chịu cực là mình sẽ có ăn cả nhà. Chịu cực cái nước rồng vậy nè. Nói cái mình đi bắt đi vô, mình vô những bắt cái đường kinh nước nhà rồng vậy nè, cạn vậy nè, sát đáy vậy nè, cái mình mò mình bắt cái này cái kia, bắt sò bắt này đục hà cái này cái kia với cái nhà này mò tôm rồi đó. Thiên nhiên mà, Cà Mau là hải sản thiên nhiên không đó, chỉ cần chịu khó chịu cực đi ra xong cái là có ăn à. Ông nghĩ đi, ông mò mới nằm yên trong mò hay gì, ông rảnh quá. Ông mò ông thấy là ngã xuống mò đương nhiên nó có quyền nó chạy chứ. Nó thấy người mò nó thì nó chạy. Cái gì? Ở lại chứ chạy gì? Ở lại không à. Đợi nó ở cho ông bắt nó ha. Nó cũng khôn nó chứ phải ngu đâu. Tèo
Trời, cái xô mình gì nó nặng quá. Gió hào không mà nặng. Trời ơi cái xuồng. Qua. Bắt chớp. Đó. Hết đường hả? Không. Ờ, dính được con tôm thẻ cả nhà. Vậy đó, ở đây là vậy nha. Muốn ăn cái này ra xong. Chịu khó, chịu cực một chút là có ăn. Những cái con hà nào mà bự bắt đầu đục ha. Nay đi vô đường này cái cống nó xa quá, mình theo người riêng được. Ở đây mà muốn thì sợ luôn. Ở đây chưa được gọi là rừng nữa nha cả nhà vô rừng một cái nữa là nó rừng ra biển á. Thì ở ngoài hố gùi cả nhà, biển hố gùi á là có rừng nữa cả nhà. Ở cả nhà vô rừng một cái ngồi xuống một cái thì mù mắt. Mũi nó bu nó đeo theo, bởi vì ta nói đi rừng là mặc đồ phải kín bít hết trơn luôn chứ không có mặc mà đồ hớ hình được. Đeo bao tay bao chân, mặc bộ đồ từ trên xuống dưới, đeo khẩu trang, chỉ có chừa ra hai con mắt thôi. Mù mắt với mũi nó bu nó cắn cả nhà cũng khùng. Ở đây mà cũng có mù mắt nữa nè, mà có ít diện ít mắt với mũi ít, không bằng trong rừng đâu, nói nhiều chứ không bằng đâu. Cao bà xa quay trở lại gào cao bà xa mà tao nói nghe không được gì luôn. Cái nhà nghe đi. Đầu cá ba sa, cá ba sa thịt. Ở ngoài đục cái cống này là đủ ăn luôn cả nhà. Cái cống này nhiều. Chồng mình ông đục ở hào ông cũng kén chậu lắm, cũng hào bự, ông mới đục cái hào nhỏ đâu có đục đâu. Chắc cái cống này ít người ta vô chạy xuồng vô đây ta đục bán cả nhà. Tại vì đây nước nè. Khói vô quá à, mà thêm cái á làm nhiều cái nước rồng hết trơn á, bởi vậy nhiều người ta ngán nó vô đó. Chỗ này chắc hào bự nhiều lắm mới đục lâu vậy. Không có theo ổng mà review sát cho rõ cho cả nhà thấy ổng đục hào được. Thì con hào nó đô trên tường vậy đó cả nhà, mình sẽ dùng một cái búa và một cái cây đục. Cái này mình là cái búa mình đặt bạc vào con cây đục, đặt vào con hào đó, cái búa mình gõ gõ cho con hào nó tét nó xích ra cả nhà. Thì khi về nhà mình mà chế biến mình ăn thì mình sẽ lấy con dao mình khửi, khửi cho con hào tách ra, cái mình lấy cái ruột ra ha. Mình lấy ruột mình sao khóm, là mình nấu cháo vậy đó, là mình làm vậy đó. Còn nhiều người ta muốn nướng thì người ta sẽ để nguyên con hào vậy đó, người ta nướng luôn.
rồi nó chín là cái nó khô, nó tự há miệng tách ra, cái mình lột nó ra, dùng tay mình lột ra. Mình nhích chiếc xuồng mình tính bơi vô ổng cả nhà nè, bơi ổng lọt mày, nước còn thấp quá, nước ít quá, mình bơi vô cái cống nói chuyện với ổng, quay sát sát cả nhà xem mình bơi ổng lọt lội lội không nổi. Rồi mà bơi á, theo mình chỗ dầm mình bơi vô tới chổng vẫn được đó, mình lắng lắng nha cả nhà, nhưng mà không cầm máy quay phim được, tại vì nước nó chảy ra không à, cả nhà thấy không, nước nó đạp cái xuồng mình chảy ra không à, mình phải chổi cái mình, nếu mà tay mình chổi dầm như vậy nè cả nhà đó, cầm nghiệm như này bơi vô thì sẽ không cầm cái cam quay được cả nhà ơi, nó khó khăn đủ chuyện. Trời ơi, bù mắt ở đây cũng có bù mắt nữa. Hết rồi quá. Hai cháu muốn gì nữa. Hết rồi. Đây thịt cái lên 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 vô anh. À, lết không được. Ngửa cái dầm á. Tiếp miếng nước đừng có động lực đi đẩy chiếc xuồng trở ra nữa ha. Đi cho tới không chịu luôn, mới không chịu học chiếc ra. Chờ cho tới nái à. Gì vậy? Đây khỏi rõ lắm. Dựng cái dầm ra chứ. Dựng cái đây coi nước có sợ. Ừ. Nè. Nằm trên bãi. Nè thấy không? Nè thấy không? Chị lội đi. Chơi hết mình luôn. Tao chơi cho tới nái. Cầm minh trô ca một bài. Anh em nghe khoái khoái. Chồng mình ca có nhiều bản nhạc mắc cười lắm đó nha. Lạ lắm. Anh mắc cái ghế để ngóng chồng em về nữa. Cái ông anh ở trên bờ cho lời ngóng chồng về cho chửi ba làm gì. Con hả? Ừ. Rồi Long thì quyết khi gì bắt hết đi. Thằng kia nó ăn xà lông chứ không ăn xà quyết á. Thằng bên thì ăn xà quyết chứ nó là ăn xà lông không ngày qua.
hai con lội đi cho đã, nhổ dặm nhổ dặm ơi, mạnh quá nhổ không nổi. Thôi nhổ cơm gầm ná thở luôn nội, nhìn cho cố sáp vô. Rồi đó, lội lên bờ được hai con rồi đó. Bây giờ lội qua khúc này hơi mệt nè, khúc này hả cả nhà, sao bị ngộ ghê á. Bờ hở mình bờ cái đầu bên kia cũng vậy nữa, tới khúc này cái vợ chồng mình thắng lại, tại vì bờ hở mình đi với xuồng xanh nó bự hơn với xuồng này, cái thục cái ga hai đầu hai bên, có chỗ này là nhỏ thôi nè, chỗ này làm như cái eo rồi đó. Này là thân hình chữ ếch nè. Ai bắt? Ai liều mạng vô đây vậy? Vô. Thì nãy giờ coi ông đục hào với ông bắt sò coi cái thùng thành quả của mình được nhiêu đây cả nhà. Ừ. Được chưa ta? Ờ công nhận cái cống này sò bự bự không, nãy giờ ông đưa mình mà mình quên review cả nhà xem. Cả nhà. Sò bự bự, hào bự bự không chứ. Ngon quá này chứ. Về là mình mới rửa sạch sẽ rồi mình mới nại nó ra, lấy dùng dao nại ra tách bỏ vỏ lấy ruột. Bự không cả nhà. Tóc ruột ra luôn. Cái cống này nó ra gì đưa xuất sắc cho cả nhà xem. Cẩn thận nha, cái chuyện hào với chân không đó. Mấy cái vỏ này nó bán vàng trời, nó bán hơn nửa lam đó cả nhà. Đụng tới nó làm con mẹ. Bữa nay gì có món hào sụp sớm rồi, hồi nãy đi tưởng là không có chứ. Cả nhà xem nè, cái này nè, nó rớt nữa là ồ ồ, cái miếng hào cả nhà coi nè, nó trong nó ngon nó ghê không. Vậy chứ xào ra rồi teo lại còn chút xíu mà cả nhà ơi. À, bên đây cũng cóc ra nữa nè. Đó, về cái này là hồi mình rửa sạch thôi rồi mình lấy dao mình phủi ra mình khỏi tách vỏ. Bỏ vô thùng. Chị quy hình quả bỏ vô thùng. Đó rồi. Rồi đi ra. Cái bự mới chừng hai cái ruột đó nha, trên đầu á nha. Cái cống được vài con bự bự. Bự bự mới có ruột mà ăn chứ nhỏ quá ruột đồ ăn. Ôi, được cái thùng hạng thùng ngon ghê lành chứ cả nhà. Lát nha. Ngon chưa? Luôn rồi. Học cho ra đi. Trời ơi, lát rồi có ai bán đồ tươi không mua khóm nha. Như bắt thì cũng còn nhóc đó. Con cơm nhảy cái sạch. Cái nhảy là hốt đó. Vậy đó mà bữa nay không có nào nhảy vô vỏ chứ. Ừ. Thường đi bắt sò nhảy vô vỏ nhóc.
mà nhảy vô vỏ là không cho mình bắt mấy cây nhà, bắt mình phải lụm thả ra. Ồ, nhiều con nó bự cỡ ngón tay vậy nè, trong thân thể cả nhà cỡ bằng ngón tay cái mình vậy nè. Ông kêu mình thả mình tiếc cũng chơi luôn, ông không cho bắt. Thịt nào muốn bắt thì nó không nhảy vô. Chứ sụ giờ lên đây cái nó dính cái nhóc vậy luôn, nó khỏi cần trâu đâu luôn, nó khỏi cần dìm dầm. Cũng biết rồi đó. Coi kỹ nha. Bây giờ cho tới nái nè hả? Cái vỏ này là cái vỏ nhỏ cả nhà. Cái vỏ này cả nhà biết để dùng thường để đi đâu không? Để đi xịt cá. Người ta mua cái vỏ nhỏ này nè. Hả? Nhưng mà mình không có xịt. Nhưng mà mình không có xịt. Sắm để nhỏ đi đâu xa xa đó nhà, con cho nó giọt á. Đi đâu mà xa cho cái vỏ này nó giọt, cái vỏ kia thì nó bự. Nó bự thiệt nhưng mà nó không có giọt bằng cái vỏ này. Mấy cái vỏ này nè, để như người ta đi xịt cá á. Người ta sắm mà là cái gì, cái nhà biết sao không, đừng ngon ăn có dí, ta chạy. Ta chạy mới lợi. Bởi vì xịt cá là xịt lén á, chứ công an là đâu có cho đâu. Thêm con cả nhà, không bắt hổng chửi ạ. Nó hay vậy chứ. Nè. Trời ơi, nước gì cũng thấy nữa đó hả? Y như cục đất, không thấy luôn á. Bây giờ cứ cái ổng sò đó cơ hả? Nhiều không bữa trước không? Bữa trước mấy chục con. Anh nghĩ em kéo em với chiếc xuồng nổi không? Vô, đắp qua. Rồi. Nhà. Bây giờ cũng bắt cũng nhiều sò ghê chứ bộ. Con tôm nó mới nhảy lên trên đó, nó chụp nó nhảy ngược cái ra. Đợi nước lớn về đúng hả? Con khớm ở nhà nó mới thấy mẹ nó thiệt luôn á. Ông ở đây á, cha thì thấy mợ, con thấy mẹ ở nhà. Vô. Thục ra đi. Em nói rồi không có được. Cái khúc này bữa hả mình cũng bỏ cuộc đó mà. Nó cả nhà vậy sao đi. Đất không mà phải gì còn được miếng nước hay còn lắng cái xuồng đi được. Sao kéo nổi. Làm liều luôn hả? Hồi nghe không ai bắt buộc cái nghe rồi ngồi nín thở rồi vào lòng chửi thôi nghe. Đó, đẩy đi. Ở cả nhà nó chỉ tắt cam mà chống ấy phù ổng cả nhà. Cỡ nào cũng phải qua khúc này cả nhà. Mình chổi phụ ổng một chơi một khúc rồi đó, mà bây giờ mình nói mà không được phải quay khúc này cho cả nhà xem mới được. Nên mình dẹp mình tiếp tục mình bấm máy mình quay tiếp nha. Cả nhà thấy không nè, giờ chuẩn bị qua được cái khúc đất rồi, giờ tới gần tới nước nó đỡ, cả nhà có kéo cũng đỡ hơn chút.
nó có nước chắc trơn rồi. Cây ừ. Lũng vỏ. Nó có nước là nó có chắc trơn rồi chút xíu thôi cả nhà. Lên à. Một ngày sóng gió của chồng mình ha. Rồi cái có nước rồi cả nhà ơi, êm rồi, đỡ rồi. Cho ông đu đi, đu ngồi đi. Đây nay mình cũng chổi phù ổng qua cái khúc không có nước rồi ha. Vậy chứ không phải dùng sức kéo này cả nhà. Bữa hả mình đi cái xuồng kia cái tới khúc này nè, mình đi cái đầu bên đó đó. Ngay tới xuồng bự luôn á, cái đầu vợ chồng mình hết đường rồi. Cái thục cho ra. Này dám bước qua đây luôn. Nó nghĩ tới chỗ này là nó nhỏ xíu là nó cạn thấy nước không. Ừ. Mà tôi nói nó nằm hình chữ ếch mà. Cái này chữ gì chứ chữ ếch. Chữ cờ đó. Nó hình chữ ếch á. Phải dễ kiếm này hình chữ ếch trong đâu nha. Hơi mệt ạ. Rồi giờ chứ im rồi đó cả nhà, qua được cái khúc sóng gió nãy rồi đó. Nhẹ đó. Làm vậy? Sướng quá rên hả? Sướng quá rên nha, nhà thông cảm. Nhà đó của mình có ai? Mình rửa đi. Mình cái đẹp trời quá anh. Đó mặt đỏ mày tía tay hết rồi. Đừng tìm mấy cái hang này nhìn có sò không cả nhà. Hang nhóc luôn à. Này là còn đúng quá vậy hả? Thế nào dọn được chứ? Dọn luôn. Dọn luôn hả? Quá. Chứ con không quên bắt sò ha, vô. Để qua. Đẩy qua có nhiều đó hồi quên lại. Ai biết được. Lấy qua như đó mệt sao. Cái ghe này vô tới đây cũng đậu cũng dính trên đây luôn hay gì rồi. Ra hết được à. Để đứng lớn thì ra chứ cái xuồng em nhỏ xíu còn muốn bệnh luôn rồi nè, cái xuồng anh sao qua nổi. Cái khe anh sao qua nổi. Bệnh ơi. Bắt sò gì? Dạ, bắt đủ thứ hết trơn anh ơi, vừa sò vừa có lục hào, ôi có gì bắt nấy. Ồ. Trong cái thùng này nhiều lắm, đủ thứ hết trơn, có tôm trong đây nè. Sò, ốc len, chim chép, hào. Tùm lum, này nước nó muốn lên rồi nè, ngoài này nè. Đó, giờ lên xuồng được rồi đó không? Giờ bơi được rồi. Đồ quần luôn á, đứng dưới kéo luôn nha, đứng vậy rồi mới kéo quần lại ta. Đứng lên mất tiêu quần giống giận đậu vậy đó hả? Vô. Giống như giận đậu vậy đó, xuống mà cá đứng dậy mắc cái quần. Tí thấy cái quần con đậu không ạ? À? Ừ. Ở đây người ta cũng như là đục hỏng nhóc luôn đó anh, thấy không? Chung vô luôn hả? Cái chừng đụng cái thành viên trống á nha. Hù hù cái thấy gì không? Hù hết không? Ta đục rồi, dấu này dấu mới đục không? Những được về lên vô trong mà từ ngoài vô trong mà cái
Cho xin bắt một chút con về ha. Bắt lại số con về nó không bắt con đâu. À. Bắt đầy sơ thôi về cái mèo á, mày vô đây mà mày vô đây mày nuôi vô con sòi luôn giùm tao cái đi. Cho mày luôn đó. Bắt đầy sơ mày về. Ừ. Tàn sát vô lâm luôn. Đục hết trơn luôn rồi. Kiểu này chắc đục bán quá mới đục dữ vậy đó. Đục sạch sẽ luôn cả nhà. Này đi gần dữ trời lắm rồi. Mới đục luôn nè. Ừ, con này con mới đục. Rõ dùng đạp vỏ thò hào đó nghe. Bén dữ trời lắm đó nhà ơi, mình nói tới vỏ hào là mình sợ ghê gớm. Ồ, đó mình mới về á, mình lần đầu tiên bị hào hào đứt có một cái nào giờ mình ở trên mình á, mình đi làm công ty Đình Giang không à, đứt tay á, làm đồ ăn cái kia cái nhà. Đứt tay thì có. Chứ chưa hề bị hào cắt ở nhà rồi nó rác còn y như cái lưỡi lam ở nhà, nó bét nó rẹt một cái nó rác rồi ui đâu có biết đâu. Rồi làm gì đứng trọng ngắm nghía luôn rồi, có hào đâu cũng có hồi da như tèn. Quá trời con dòm con dòm ở trong đó luôn. Thường thường người ta gọi con ấy ngầm á. Con ấy ngầm á, con dòm á, trong đó nhóc á mà trong cái lú sao gỡ. Cái ấy ngầm là cái gì? Cái á. Cái gì? Con dẹm hả? Em thấy dẹm không chứ thấy gì đâu. Cái dầm. Vô không được còn. Ta đục cái ráo còn đâu nữa, mình đục ở trong đó đó, vô không được. Ừ, vô không được thôi, sao giờ? Nó còn dọn hết, bắt được. Nắng chiều đó nha, giờ thì cũng trễ rồi đó. Coi coi mấy giờ. Đi từ trưa tới giờ đó. Hù gần 4 giờ 3 rưỡi. Hù. Hù hết thôi. Về thôi. Gần 4 giờ rồi về gom nước nữa cả nhà ơi. Về chế biến mà cái này cũng mệt mỏi à. Hò thì hào ổ sò thì chà nó lẹ mà hào nó đục. Ra rồi rửa sạch sẽ rồi có miễn thôi, sợ có miễn ăn cũng đâu được đâu. Có gì không hù cái gì? Vô đây hào đủ ăn không anh? Đủ mà anh đem nè. Tại vì hào thấy một thùng người này cả nhà, chứ mình lột vỏ ra có nhiêu đâu. Tách vỏ ra không có nhiêu. Cũng có. Cũng có giờ nhóc. Bắt kìa rách lên, đột ăn, luộc ăn. Vậy mang con dò con đó chưa? Chưa. Nước đã lên rồi. Xuống còn con sông má chanh bạc. Cà tập chết rồi đó, thấy cà tào lao rồi đó. Biết luôn à? Biết luôn rồi đó. Thank you.
Vô. Trời ơi, gì chứ? Cái là hụt đưa con cá ngát nào về nó chua ăn thẳng ngát quá. Trời ơi. Ai nhờ nó không khác bắt được con nào. Dân câu cá dân, dân câu cá ngát mà nó thèm cá ngát cả nhà. Tin nổi không? Nhìn cái ngát gì đó bằng chua à. Con cái này có quyền để nó ra đây, giờ mình có quyền mình bắt không, chứ mà có ăn cắp ăn trộm nó nhỏ nhỏ nó ờ nó nhỏ nhỏ nó cỡ đó đó, nó thích cả nhà nghe rồi. Là chiếc chiếc con nhỏ hay này mình cái gì thấy vui đó. Ừ. Thì mình thả vô mà. Nó cắm cái cảm vậy. Vậy qua đây rồi. Thù. Thù nữa. Ai bới gì đâu. Mà xong mà. Mệt chết. Nó ra thì về hướng đó. Bên kia cũng có cái cống là cũng hà cũng mới bị đục nữa kìa. Chạy vòng đi xa người ta rồi. Ừ. Bắt sò cũng đi xa người ta, mọi người đục hà cũng đi xa người ta nữa. Cái giờ khoét lỗ lưới hả? Anh chơi sò chung ra hả? Ừ. Tính nghe hay ha, im á, được á. Chở ra nuôi sò này cả nhà. Ông ấy lấy dao khoét lỗ lưới cho nó chung ra về bữa lại lời bắt. Tính nghe im quá cả nhà. Được á. Trong đó sao bắt được? Ừ. Tính gì được á, nghe được đó, thấy im đó. Tiện 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 cả đôi bà đường luôn. Quá im. Ừ.
rào cỡ nào rào chứ nó cũng ra bớt, cũng đi dạng như 100% đi ra 1-2% với cái nhà ơi chứ dễ gì. Chít 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 chít. Hết hồn. Không, mình trong đây mấy cái ai mà vô đục hào hay là chứ không có cống nào mà từ mà tha. Chúng nào cũng nhìn cũng có dấu đục. Đục hào nhỏ cống mà không đủ cống đục rồi lấy gì đục đục đâu. Cũng phải bỏ cống hay cống cho vợ chồng mình đục đi chứ. Đục hoài vậy sao chịu cho nổi. Giờ mình sẽ tóm tắt câu chuyện lại đằng như vậy phải không? Tương lai là cả nhà ơi, bây giờ là hết bắt được cái gì rồi nha. Bây giờ là chồng mình kêu tóm tắt lại câu chuyện đang đi về. Bữa nay cũng thuộc cộng được luôn nữa, cả nhà đi bắt nghiêu ngao vậy nè. Sao bắt được đó? Đây hai con thỏ. Cộng đâu thuộc. Hai nó hai con hả? Rồi đó cả nhà, thì nói chung là bữa nay là đi sang bắt tổng hợp. Vừa đục hào, đi thục cá ngát mà bây giờ nước không sát thành ra thục không có. Có hang nhưng mà không có cá, đựng hang nhưng mà không có cá hay cả nhà. Cái giò mình cũng khiêm tốn lắm, thời gì mình giới không tới. Tại chiều cao khiêm tốn, con nhà thông cảm nha. Người ta thục được nhưng mà hàng cua, hàng cá. Chồng mình đứng cây không thấy đậu đâu hết trơn á, nên không có thục được. Vừa hào nè, sò nè, ốc len nè, xà lông nè, xù huyết nè, chim chép nè, tôm nè. Đó thì bao nhiêu là nó cứ vô hết một phòng này này nha cả nhà. Thì thành quả ngày hôm nay, thành quả của vợ chồng mình đi sang bắt tổng hợp là được nhiêu đó đó cả nhà. Đủ thứ bá nạp trong đây hết trơn, giờ không biết phân lậu luôn được nữa, tầm lum hết trơn về nhà mình mới ăn phân lậu được cả nhà ơi. Thì cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đón xem video để ủng hộ cho vợ chồng mình. Video của vợ chồng mình đến đây xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video lần sau nha cả nhà. Chào cả nhà.